Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với bản tin của Leona Stock. Hôm nay là một cái ngày tương đối đặc biệt, ngày 24 tháng 12 là lễ Giáng sinh rồi. Thì đây cũng là đánh dấu cho chúng ta là gần như kết thúc một năm, bởi vì tuần sau sẽ là tuần giao dịch cuối cùng của 2023, cũng là tuần mà chúng ta đánh dấu rằng là sẽ bước qua một năm mới 2024. Do đó thì hy vọng rằng là anh chị em của chúng ta sẽ giữ cái sức khỏe, giữ cái tinh thần và có những cái ngày hội họp bên gia đình để chúng ta gọi là có thêm cái động lực để phát triển, để cố gắng phấn đấu trong năm sau anh chị em ha. Thì năm vừa qua thật sự là một cái năm nó có tương đối là những cái biến cố, đúng không anh chị em? Và cũng để nói lại thì năm vừa qua là một cái năm khó kiếm tiền. Nó không phải là một cái năm quá tàn khốc, nhưng mà để nói là dễ kiếm tiền hay không là rất khó. Bởi vì nếu như anh chị em không bắt được đúng một cái giai đoạn ở đây thì gần như các bạn không kiếm được tiền. Nếu như từ trong giai đoạn này trở xuống thì anh chị em nào chỉ bắt được đúng cái đáy mới đang kiếm, bởi vì nó chỉ tăng nó được một tuần thôi, còn lại là sau đó là nó đi sideways nguyên một hơn một tháng trời đây. Thì nhìn chung tóm gọn lại thì anh chị em sẽ nhận được một tín hiệu, đó là nếu như anh chị em có một cái ý định đó là kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, là kiếm tiền theo ngày, các bạn vô giai đoạn nào cũng có thể kiếm ăn, thì bây giờ các bạn sẽ nhìn lại và các bạn thấy ra là nó không phải đâu. Thị trường chứng khoán là một nơi mà kiếm tiền theo chu kỳ, kiếm tiền theo mùa vụ, tức là sẽ có những khoảng thời gian mà chúng ta phải ngồi đó, chúng ta canh kê thời cơ, chúng ta chăm sóc, chúng ta nuôi dưỡng để làm gì, để đến một thời điểm nó chín mùi chúng ta có thể kiếm được thật nhiều tiền ở nơi đó. Và các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta có ý định kiếm tiền theo ngày thì các bạn nhìn lại tài khoản các bạn sẽ biết có kiếm tiền được hay không. Còn vấn đề này Na đã chia sẻ khá là nhiều rồi. Vậy thì chúng ta nhìn lại về vấn đề thị trường hiện tại, được không? Thì chúng ta sẽ thấy được là sau một cái quá trình downtrend mini ở đây thì nó xuất hiện một cái pha phục hồi từ đáy và sau đó tích lũy trở lại. Và cái phần tích lũy này em nói thật đó là nhiều anh chị em vẫn đang còn tranh cãi rằng là thị trường này tích lũy hay phân phối, thì với Na nói thẳng là đây rõ ràng thị trường tích lũy rồi. Bởi vì nếu mà nó là phân phối á thì không thể nào mà phân phối ở vùng 1.100 được. Nếu sau này thị trường có những cái quá trình nó đập xuống thì Na cũng không đánh giá đây là một cái vùng phân phối của thị trường. Bởi vì nếu mà đây là phân phối thì chẳng lẽ tổ chức nó gom hàng trong 3 cây ở đây để lên đây phân phối cho các bạn, thì nó không xứng đáng. Được không anh chị em? Ví dụ mà để kêu á là thị trường ở những vùng cao cao hơn phân phối, vùng này phân phối là quá hợp lý. Nhưng mà sau đó downtrend về đây phục hồi được 3 cây lên đây phân phối nó quá là vô lý các anh chị em ha. Vậy thì thị trường hiện tại khả năng cao là tích lũy. Vậy thì nếu là tích lũy thì đây chính là cho các bạn được một lần nữa quay trở lại với cái quá trình quanh đây. Đúng không anh chị em? Là nó cho các bạn quay được lại vấn đề quanh đây, tức là sau tích lũy sẽ là một cái thời vụ quá tốt cho anh chị em. Vậy thì giai đoạn này các bạn hình dung được cái sự chán nản trên thị trường nó cực kỳ mệt mỏi. Nó giống những giai đoạn ở đây khi mà đánh gần như không biết xu hướng của nó sẽ là gì, khi đập xuống kéo lên, có dòng tiền vào xác nhận nổ lên đây, đập xuống nữa. Và dù nói là đánh trong biên, nhưng các bạn nhìn vào các bạn sẽ biết nó không có cái biên nào cố định đâu. Anh chị em sẽ thấy sau này các bạn mới vẽ được một cái biên như này. Nhưng mà nhìn chung là ở đây nó lên tít trên đây, còn ở đây xuống dưới đây, tít dưới đây thì xuống dưới đây nữa. Đúng không? Và anh chị em sẽ thấy là gần như nó đánh rất là không có xu hướng và các bạn đo không nổi với thị trường. Đó thì những thời điểm khó khăn như thế để nó hình thành được một con sóng. Và trong giai đoạn tích lũy là cái nơi mà tổ chức nó thu gom lại cái lượng cung, nó gọi là nó tích lũy lại cái số lượng hàng mà nó có thể là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đu bám vào. Vậy thì quay trở lại vấn đề của thị trường hiện tại đi. Thì thị trường đang ở trong một pha tích lũy mà đánh giá khả năng cao là vậy. Và dù thị trường thời gian tới nó có đập xuống quá mạnh, nó có thế này thế kia, và Na vẫn đánh giá thị trường này trong năm sau sẽ là cơ hội, chứ Na không đánh giá là thị trường này sẽ phải về những cái vùng quá sâu như 900. Bởi vì hiện tại vĩ mô không có tín hiệu gì nó quá xấu để kêu là thị trường về 900 cả. Không có gì luôn anh chị em. Vậy thì làm sao mà về 900 được? Có bây giờ chúng ta suy luận một chút nào. Giờ lãi suất trên thị trường nó cực kỳ rẻ, vậy thì tiền sẽ đi về đâu? Đúng không anh chị em? Bây giờ tiền đi về đâu? Về gửi ngân hàng thì lãi suất quá rẻ rồi. Rồi tiếp sau đó là những cái kênh như trái phiếu, thì năm vừa qua downtrend chúng ta nhận được một cái quả bom trái phiếu quá lớn. Cái niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu nó rất là mong manh. À, anh chị em ha, tiếp tục nè. Bây giờ để nói là về những cái kênh đầu tư khác, ví dụ như là bây giờ đem tiền ra đi mở quán xá, đi kinh doanh đầu tư, mua bán, thì bạn thấy là cái cầu trên thị trường bây giờ hiện tại rất là yếu. Đúng không? Bởi vì do cái quá trình khủng hoảng xảy ra thì nói chung cầu trên thị trường quá yếu. Bây giờ để kêu là một ai đó giờ mở một cái gì đó ra kinh doanh là câu chuyện người ta bắt đầu rụt rè rất nhiều. Bởi vì cầu trên thị trường nó yếu quá, thì bây giờ người ta mở ra khả năng thất bại rất cao. Thành ra cái tâm lý đó cũng làm cho người ta cũng không dám đi đầu tư. Vậy thì nhìn chung quy trở lại là các kênh đầu tư, các bạn sẽ thấy rằng là bất động sản nữa đi. Còn thêm bất động sản thì bất động sản, bây giờ để kêu là bất động sản có chiết khấu giá chưa? Có chiết khấu. Nhưng bây giờ người ta có mua ồ ạt vô không? Bởi vì sao? Bởi vì một cái chu kỳ bất động sản nó kéo dài trong vòng rất nhiều năm. Và giờ nó mới chỉ đơn giản là nó mới rơi xuống một thời gian chưa có dài đâu. Nên là Na đánh giá là để kêu rằng là các nhà đầu tư người ta bỏ tiền, đập tiền vô chứng khoán một cách mạnh mẽ không có. Và những giai đoạn mà để kêu rằng là bất động sản có khả năng là nó có khả năng là để chúng ta kiểu như trading, mua ngay bán ngay, đó không phải là thời kỳ nữa rồi. Nên là với Na nhìn chung tổng kết lại này, những cái kênh đầu tư khác gần như không tiềm năng nữa.
giờ chẳng qua đó là chứng khoán bị một vấn đề thôi, đó là chứng khoán cũng không tiềm năng. Tức là sao? Tức là trong ngắn hạn người ta không thấy được cái sự gọi là khao khát muốn đầu tư chứng khoán, bởi vì trong cuối năm này thì chỉ số người ta xuống quá nhiều, và dù nó có phục hồi đi, các nhà đầu tư không ăn được. Tức là về cái mức độ hấp dẫn của thị trường chứng khoán nó chưa xuất hiện, nên là thành ra các bạn sẽ thấy là dòng tiền không đập qua chứng khoán thôi. Còn kiểu gì trong tương lai khi mà thị trường bắt đầu nhen nhóm tăng trở lại, các bạn sẽ biết dòng tiền chắc chắn luôn sẽ đẩy vô chứng khoán, chứ không phải là kênh đầu tư nào khác. Nên anh chị em yên tâm về cái dòng tiền của thị trường thì Nat đánh giá khả năng cao, dù thị trường có biến động kiểu gì, chỉ cần thị trường nó uptrend trở lại thôi thì tiền lại vào đập vào ồ ạt. Các bạn sẽ thấy cái thanh khoản của chu kỳ sau kiểu nghiệm to hơn chu kỳ trước, và đây là một cái kênh đầu tư Nat đánh giá là tiềm năng hơn rất nhiều, bởi chu kỳ nó ngắn và các anh chị em có thể linh hoạt rất nhiều. Vậy thì năm sau Nat đánh giá luôn là sẽ là một cái năm Nat đánh giá là những cái quý đầu năm sẽ là những cái quý rất là triển vọng để anh chị em của chúng ta có thể đầu tư được. Nên là về các góc nhìn lớn như thế để anh chị em bớt nản trong ngắn hạn. Bởi vì trong ngắn hạn thì Na thấy là phần lớn anh chị em mệt mỏi lắm rồi. Bởi vì trong những khoảng thời gian ở đây nó cứ dao động biên hẹp lên được co cây ở đây duy nhất. Sau đó là các cổ phiếu đi ngang rồi gãy về. Một cái biên đâu đó chỉ 50 điểm thôi. Để so sánh với một cái biên tích lũy bên đây, biên hiện tại bé em nhiều. Ví dụ các bạn sẽ thấy cái biên ở những vùng này nè, em đánh được nè các bạn, đúng không? Chúng ta đánh được những cổ phiếu như HSG, Đất Xanh, SHS. Sau đó lên đây, em cũng đánh một pha nữa của con HSG ăn được 30-40%. Và thêm cái pha trước Tết này chúng ta đánh được một đoạn nữa, đánh được của đầu tư công HSV. Đó cũng là những cái pha rất là tốt, có biên lợi nhuận bởi vì cái biên nó lớn. Anh chị em thử xem cái đoạn đó HSV đánh thế nào nhá, để Na khóa cho anh chị em xem nào. HSV ở đoạn đánh này các bạn, anh chị em sẽ thấy là có biên lợi nhuận, nó kéo từ cái giá 7 kéo lên giá 11 các bạn có biên lợi nhuận. Chứ còn phần lớn các cổ phiếu hiện tại là nó đánh như thế này anh chị em, nó giống như trong biên này nè, cái vùng biên nó rất là bé, các bạn sẽ thấy là biên lợi nhuận nó không có luôn á. Giờ Na mở cho anh chị em nè, đợi Na xíu nè, khóa cái này lại đây, các bạn sẽ thấy cái biên lợi nhuận nó giống như ở đây nè, một cái biên đâu đó 10% thôi, đánh cực kỳ chua. Đó là cái giai đoạn mà phần lớn nhà đầu tư sẽ rời bỏ thị trường, và Na đánh giá luôn đây chính là giai đoạn mà để thanh lọc nhà đầu tư. Bởi vì những nhà đầu tư người ta không có sự kiên nhẫn, người ta không có sự hiểu biết, chắc chắn người ta sẽ rời đi trong giai đoạn này của thị trường. Còn những người mà người ta có một cái hiểu biết hơn về chu kỳ, hoặc là người ta có tính kiên nhẫn hơn, chắc chắn người ta sẽ ở lại đây. Bởi vì có phải đây chính là mỏ vàng không? Đúng không các bạn? Thì trong cái quá trình đầu tư hay là cái vận hành của nền kinh tế, các bạn sẽ thấy có những cái chu kỳ gọi là chu kỳ phục hồi. Đúng không? Suy thoái xong nó sẽ là những cái chu kỳ phục hồi xong nó sẽ phát triển xong nó sẽ lên những cái quá trình gọi là hình thành những quả bong bóng siêu to khổng lồ để sau đó nó vỡ, vỡ xong về lại suy thoái. Vậy đây chính là một cái giai đoạn mà em đánh giá là một cái chu kỳ, một cái nơi mà nó rất thấp của thị trường, của nền kinh tế rồi. Vậy thì đó có phải là nơi tiềm năng đầu tư không? Chứ bây giờ các bạn đợi thị trường nó lên đến đâu thì anh chị em mới đầu tư. Đúng không anh chị em? Rồi, vậy đó là những góc nhìn lớn anh chị em ha. Còn về góc nhìn ngắn hạn, các bạn sẽ thấy là thời gian vừa qua chán nản mệt mỏi. Chính em cũng thấy thế, và trong những thời điểm cuối năm bận bịu nữa mà thị trường đánh mày rát thật, không có biên lợi nhuận, cả ngày gần như buồn ngủ, cổ phiếu không tăng không giảm bao nhiêu, rồi lâu lâu lên được tí, lâu lâu lại trả về, gần như biên lợi nhuận mỏng, rất mỏng. Thế em hiểu được cái quá trình đó. Vậy thì cái chiến lược của chúng ta ra sao trong thời gian này để chúng ta có thể là vẫn giữ chân ở trên thị trường để tìm kiếm những cái cơ hội vào đầu năm sau? Đó chiến lược giai đoạn này em sẽ đánh trong vòng 30-70% vốn. Bạn nào coi kênh của em thì sẽ biết là cái chiến lược này em đánh lâu lắm rồi. Từ những thời điểm ở đây là bắt đầu chúng ta đánh những chiến lược như thế rồi các bạn. Và từ những thời điểm ở đây, khi mà chúng ta thoát được cái cú downtrend này ở ngày 22 tháng 9 thì gần như đó là chúng ta đã không có đánh full nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì em biết rằng đây không phải thời điểm kiếm tiền. Và nếu không phải là thời điểm kiếm tiền chính thì em sẽ gộp tiền lại, em cất bớt tiền đi. Để làm gì? Để dù chúng ta có bị bào một tí cũng không phải vấn đề. Mà chúng ta sẽ ngồi đây, chúng ta kiên nhẫn để chúng ta chờ đợi thời cơ. Thời cơ nào đủ to, uptrend đến, khi mà có sóng ngành, những cái thời điểm mà cổ phiếu tăng mạnh nhất, chúng ta sẽ vô on in. Còn giai đoạn này, này giá luôn, chưa phải. Chưa phải là những thời điểm on in. Đúng không anh chị em? Bởi vì cơ hội không đủ tốt. Ví dụ nó tăng được 5-7%, nhưng cái thua lỗ của chúng ta, cái tỷ lệ nó cũng cao. Ví dụ như là lỗ 7%, lời đó lời 14%, tỷ lệ thắng của bạn, thắng trên rủi ro nó chỉ là 21 thôi. Đúng không? Cái gọi là cái lợi nhuận trên rủi ro nó là 21. Nhưng mà trong những giai đoạn này, lợi nhuận nó có thể là nhân đôi và rủi ro nó vẫn là 7%. Thì các bạn biết là tại sao chúng ta phải on in chứ các bạn? Bởi vì cái cơ hội đó quá lớn nên chúng ta phải on in. Còn những giai đoạn hiện tại không phải là cơ hội như thế thì em không on in là không on in. Anh chị em nhớ, đó là lý do vì sao chúng ta không on in. Và cái chiến lược đó đang đánh giá với các bạn là cái chiến lược mà để nói là nó hay thì nó hay nhất bây giờ rồi. Bởi vì các bạn sẽ chia ra hai phần. Một phần là chúng ta sẽ cược sóng, tức là bây giờ là cái thời điểm tương đối là sớm để chúng ta cược sóng. Nhưng nếu chúng ta cược từ bây giờ, vị thế chúng ta là đẹp nhất. Đúng không anh chị em? Thì một phần chúng ta sẽ giữ cố định và chúng ta sẽ gọi là nhìn ra những nhóm ngành có khả năng vô sóng, tức là vô uptrend để chúng ta có thể là đánh cố định vô. Hoặc chúng ta tìm một cái vị thế đủ tốt, đến khi nào nó chạm lỗ thì ok tôi buông tay, còn không thì thôi, chúng ta cứ ngồi im với nó. Còn một phần nữa là chúng ta sẽ đánh linh hoạt, đánh ngắn để làm gì? Để nếu chúng ta cảm thấy rằng là thị trường hơi rủi ro một chút, thị trường không có khả năng tăng, tôi sẽ bán cái phần đó đi. Để nhìn chung các bạn sẽ có một cái tài khoản nó đủ tốt để cược vào một cái tầm nhìn lớn, cũng như là trong ngắn hạn chúng ta không cảm thấy quá mệt mỏi với thị trường.
Được không? Đây là một cái chiến lược em đánh giá là tốt nhất để các bạn có thể đánh thời điểm hiện tại rồi. Được không anh chị em? Anh chị em cứ follow chiến lược này. Chứ chúng ta không cần gì hơn. Và hiện tại em khẳng định luôn bạn không có sóng gì hết. Hiện tại thì chúng không có sóng, đây là thị trường tích lũy. Và gần như nếu mà để gọi là có sóng thì nó chỉ là những cái con cổ phiếu, một vài những cổ phiếu nhỏ nhỏ nó vô được uptrend trước thôi. Chứ còn thị trường này chưa có sóng và chưa có một cái dòng dẫn dắt nào. Thì anh chị em nào xem những cái livestream gần đây sẽ biết đây. Các bạn sẽ thấy nè, và anh chị em nào đây các bạn sẽ thấy nhá. Đây nè, hồi phục những cái quá trình nào để Verney có khả năng là về lại được bên trên. Bởi vì Verney bữa giờ nó có một cái quá trình điều chỉnh xuống. Thì làm cách nào để Verney về bên trên thì đây là những cái quá trình mà em đã chia sẻ bạn trong nhiều ngày qua rồi. Đầu tiên Verney phải có những cái cây phục hồi đầu tiên. Sau đó Verney phải cân bằng lại và có cổ nổ thành công trong nền đó thì chúng ta có thể kỳ vọng Verney về được bên trên. Thì anh chị em sẽ thấy nè, ở đây nè, sau khi điều chỉnh xuống bắt đầu có những pha hồi phục rồi và thị trường đã cân bằng được ở đây 4 phiên rồi. Thì em đánh giá là trong cái nền này là một cái nền tương đối là ổn. Và sau đó trong cái nền này các cổ phiếu có nổ lên hay không thì anh chị em tự thấy rồi, rất nhiều cổ phiếu đã lên được. Ví dụ như HAHVOS. Những cái ngày đầu tiên của những cái nền này là bắt đầu những cổ phiếu đó đã lên rồi. Và sau đó là những cổ phiếu nào nó lên nữa, những cổ phiếu như là của bọn chứng khoán HCM. Đó anh chị em, và trong cuối tuần vừa rồi cũng có một vài cổ phiếu có tiền vào như CTD, NTL, BDR, hai con BMB này đánh tím. Anh chị em sẽ thấy đó là, giờ em sẽ giải thích cái bản chất của nó này các bạn. Khi mà ở đây giảm xuống bởi vì cung lớn, cung lớn nó mới giảm các bạn, đúng không? Có lượng cung thì nó mới giảm, sau đó cung cầu cân bằng được rồi. Tức là bây giờ đã xuống vùng này có cầu và nó cân bằng lại, thì làm sao để Verney có thể đi lên, các cổ phiếu có thể đi lên? Đó là cầu nó vào mạnh hơn. Thì cầu vào mạnh hơn ở đâu? Thể hiện qua đó là những cái cây tiền vào, những cây tiền vào như thế này, đúng không? Phải có tiền vào nó mới tăng được giá chứ. Thì anh chị em sẽ thấy là trong từng tế bào của Verney hiện tại có một vài những cái tế bào nó đã xuất hiện những cái tín hiệu tương đối là tích cực cho thị trường. Thì chỉ cần Verney tiếp tục có những tín hiệu đó thì Verney sẽ lên lại được bên trên. Đúng không anh chị em? Đó là cái tín hiệu để trong ngắn hạn chúng ta có thể đánh được. Và bây giờ em xác định với bạn luôn, đó là nếu các bạn đánh ngắn, nhờ cái chiến lược duy nhất của bạn đó là mua nền và đợi nó về bên trên chúng ta bán ra chốt lãi. Đúng không? Còn trong cái quá trình quản trị thì ok, mua nền, nếu mà lỗ ok tôi ao, gãy nền tôi ao. Đó là chiến lược duy nhất để bạn đánh ngắn trong thời điểm hiện tại. Bởi vì bây giờ nếu mà không mua nền các bạn mua đâu, chẳng lẽ là đợi nó nổ lên các bạn mới mua, đợi khi thị trường nó đánh nổ bùm lên cây, lên lại cái kháng cự này các bạn lại nhảy vô mua ở kháng cự để chúng ta ăn một quả bộ hay cái gì các bạn. Nên là cái chiến lược duy nhất đoạn này đó là mua nền. Khi mà thấy được cái cổ phiếu, những cổ phiếu khác nó có khả năng nổ thì mình vô múc cổ phiếu để mình kỳ vọng cổ phiếu mình có khả năng nổ. Còn nếu như em nói thẳng với các nhà đầu tư của Rubik em luôn, nếu các bạn cảm thấy giai đoạn này mệt mỏi quá, các bạn có nhiều công việc quá thì ok, các bạn có thể tạm nghỉ một tí thời gian. À, có thể là vẫn xem kênh nhưng các bạn không đầu tư. Các bạn vẫn có thể là về room VIP của em để chúng ta theo dõi để xem thời điểm nào thích hợp để chúng ta vô sóng để chúng ta còn đánh. Nhưng ta có thể là không đầu tư để cho làm gì, để chúng ta có nhiều thời gian hơn làm công việc khác. Ha, còn giai đoạn này nếu chúng ta muốn xác định đánh, em nói luôn, nếu mà đánh ngắn thì mùa nền này chứ mùa đâu nữa. Phải không anh chị em? À, đây là chiến lược bữa giờ chúng ta đã đánh với nhau. Và gần như đó là tại sao em nói là trong một cái vùng nền, nếu mà có cổ nổ lên trước nó sẽ có thể đi lên. Bởi vì các bạn thấy bên đây những cổ phiếu như là những cái con à, ví dụ nha. Để em khóa lại cho anh chị em. Những cái con như là HAG lên này. Anh chị em thấy là HAG này, lên rồi các bạn. Sau đó những cổ phiếu EPA lên này. Đúng không các bạn? Rồi sau đó tiếp tục những cổ phiếu như BVD nổ này. Anh chị em sẽ thấy thì thị trường đi lên được một khúc. Bây giờ là thị trường đang có những tín hiệu tương tự rồi. Vậy thì chúng ta có quyền kỳ vọng thị trường sẽ đi lên đây. Và nếu muốn mua, mua nền này là an toàn nhất. Hết rồi nha anh chị em nhá. Và trong cuối tuần vừa qua thì em cũng chia sẻ cho bạn về một cái video đó là siêu cổ vô sóng. Nó bao gồm 4 cổ phiếu mạnh nhất thị trường hiện tại. Đừng các bạn, em nói là chắc chắn mạnh nhất. Bởi vì sao? Bởi vì một cổ phiếu mạnh nhất khi nào? Khi mà gọi là đầu tiên về định nghĩa cổ phiếu mạnh. Cổ phiếu mạnh là một cái cổ phiếu mà có phải là nó có dư địa tăng tốt, nó sẽ tăng tốt trong tương lai không? Vậy thì đâu là giai đoạn tăng tốt nhất? Có phải là cái quá trình uptrend không bạn? Chúng ta đã đánh cùng nhau ở đây với cái dòng chứng khoán mà chúng ta đã hầu gần như nhân đôi rất nhiều cổ phiếu. Vậy thì khi nào nó vô được uptrend thì mới có khả năng như thế. Còn nếu như trong quá trình tích lũy nó lên được tí sập, lên tí sập thì đó không phải cơ hội lớn. Vậy thì những cái siêu cổ phiếu mà em nói với bạn là những cái cổ phiếu có khả năng vào uptrend luôn. Đó là những cổ phiếu nào? 4 cổ phiếu em đã chia sẻ bạn từ rất lâu. Thậm chí đó là từ ở bên đây em đã biết 4 cổ phiếu này sẽ là có khả năng siêu cổ ở bên đây. Đó, bạn nào lục lại những cái video ở đây thì anh chị em sẽ thấy. Và anh chị em nếu thấy video hay nhớ để lại cho nó nút like cũng như subscribe cái kênh anh chị em ha. Đồng thời nếu bạn nào thấy hay nhớ chia sẻ nhá. Còn em sẽ nói luôn đó là tại sao em lại nghĩ 4 cổ phiếu này là siêu cổ, bởi vì đơn giản nó có rất nhiều yếu tố đây. Anh chị em sẽ thấy đây là từ ngày 20 tháng 12 em nhắc lại rồi. Còn cái này là trước đây là trong một cái video trước đó là em đã nhắc 4 cổ phiếu này, thêm một con nữa đó là dòng dầu khí. Đúng không? Nhưng mà những cái tín hiệu chưa đến thôi. Thì em có nói bạn là trong video đó là nếu mà những cổ phiếu này nó nổ lên nó vô sóng luôn. Và đây là 4 con khỏe nhất thị trường. Đây là 4 cổ phiếu gần như là em thấy là gần như là duy nhất trên thị trường này có khả năng là nó đi lên tốt, đi lên mạnh thực sự. Đúng anh chị em? Bây giờ quay lại nè. Bây giờ 4 cổ phiếu đó các bạn sẽ để ý, dù là trong phiên 16 nó nổ, đúng không? Các bạn sẽ thấy nổ hơi giật dẹo. Ví dụ CTD nổ là tiền cũng vào nhưng mà tăng được có bao nhiêu đâu.
tăng được có 2%. Tiếp tục là BDR. BDR thì nó khỏe thật sự trong phiên thứ 6. Nó vẫn giữ được tăng 1.5% nhưng tiền không vào. Tiền chưa vào các bạn. Tiếp tục là những con như là con NTL đúng không? Con này em nói là mạnh, tăng được 3%, tiền không vào mạnh. Tức là sao chúng ta sẽ thấy được những cổ phiếu khỏe nhất trên thị trường hiện tại chính là những cổ phiếu này. Những cổ phiếu em đưa cho bạn chắc chắn là những cổ phiếu khỏe nhất. Bởi vì sao? Bởi vì những cổ phiếu đó nó có một cái phong chung là nó khỏe hơn thị trường rất nhiều. Ví dụ như là đỉnh thị trường ở đây 1250 ở đây. Bây giờ bọn nó đã đang ở trên đây, nó tích lũy trên đây. Ví dụ BDR. Đây phải đỉnh 1250 mà chị em. Đây đỉnh 1250, nó tích lũy được trên đây một thời gian rất dài. Các bạn thấy là từ ở đây là bắt đầu là đây để em khóa lại. Các bạn sẽ thấy là ở đây nhá, đầu ở đây là bắt đầu từ giữa tháng 11, bây giờ đã là gần cuối tháng 12 rồi. Nó đã tích lũy được trên đây một thời gian rất dài và vốn ở đây rất kiệt rồi. Thì những cổ phiếu này nếu nó đánh lên, có phải nó sẽ đánh vượt được nguyên một cái vùng tích lũy này để nó vô uptrend không? Thì đó mới là những yếu tố mà các bạn tìm kiếm. Nếu mà thật sự các bạn mà muốn đánh những cổ phiếu siêu cổ, đây chính là siêu cổ. Cái quan trọng là tiền nó vào nó có đánh nổ lên được hay không thôi. Thì trong phiên thứ 6 tiền nó có vào hay không? Có. Sau khi em lên cái livestream về siêu cổ vô sóng đây, bỗng nhiên buổi sáng tiền vào như điên các bạn. Nhưng mà em có nói với các cộng đồng một cái vấn đề đúng không? Em có nói các cộng đồng một cái vấn đề đó là anh chị em lưu ý là khi mà tiền vào buổi sáng như thế chúng ta rất khó để có thể đánh giá được đó là dòng tiền này là dòng tiền có đủ hay không? Bởi vì rất dễ bị FOMO. Đúng anh chị em, vậy nên cái chiến lược của chúng ta từ trước đó là chúng ta sẽ đi mua nền rồi. Đúng anh chị em, chiến lược ok nhất là chúng ta đi mua nền rồi anh chị em. Đây nè, cập nhật này các bạn. Đây cái này là trong room VIP của em chia sẻ với anh chị em luôn. Được không? Ha. Đây, các cổ nổi lên thành công có khả năng vô nhịp tăng tốt. CTD, SSC, BDR, NTL. Đúng không anh chị em? Bọn này nên mua nền trước. Nổ thì gia tăng thôi, giờ thị trường yếu mua nổ rủi ro. Và thêm một cái vấn đề nó bị đó là cái khó của mua nổ, đó là nổ sáng không đánh giá được tỷ lệ nó nổ thành công cao hay không. Mua sớm sợ fail, mua chiều sợ trần, nên mua nền thì ổn nhất. Đó là bữa giờ em chia sẻ với anh chị em rồi ha. Thì bạn nào mà chúng ta muốn có thể là tìm kiếm những siêu cổ để đánh cùng nhau thì anh chị em có thể là liên hệ với trợ lý của Leona để về hệ thống đánh luôn. Bởi vì năm sau là đánh giá là một năm tiềm năng như là đầu livestream đã phân tích, thì chúng ta cứ chuẩn bị cùng nhau ở những giai đoạn khó khăn như này mới có cơ hội anh chị em ạ. Vậy thì với những cái cổ phiếu như BDR, những cái cổ phiếu như này, nó nói luôn đó là để kêu là nó xấu hay không, chắc chắn không xấu. Nếu các bạn còn cược thị trường đi lên, đây sẽ là những cái cổ phiếu đáng giữ nhất trong danh mục của các bạn. Bởi vì nó đã là khỏe nhất thị trường này rồi, nên nếu các bạn còn muốn cược thị trường đi lên, đây có phải là những cổ phiếu tiềm năng nhất hay không? Chính xác là vậy phải không anh em? Chẳng qua là nó bị một vấn đề, đó là nó nổ tiền vào chưa thành công. Ví dụ BDR là tiền chưa vào, còn những con kia là tiền có vào rồi nhưng mà tiền vào chưa dứt khoát cái mức độ, gọi ví dụ là nó phải giữ giá được cao nhất phiên thì đó gọi là tiền vào quá là tốt, thì như thế chúng ta có thể đánh gia tăng, nhưng mà tiền vào không tốt thì nó không đánh gia tăng nữa, đúng anh chị em? Và nếu mà để nói nắm giữ, nó vẫn nắm giữ được, và đó là những cổ phiếu mạnh nhất thị trường, anh chị em lưu ý. Còn những cổ phiếu như BDR phải đợi thêm những cây tiền vào sau chúng ta mới có thể biết được. Và trong tình trạng tốt nhất của bốn cổ phiếu này, nếu như tuần sau nó tiếp tục nổ lên với cây thanh khoản tốt nữa thì nó sẽ mua sắm. Được không? Đây có thể là những cây mồi tiền, mặc dù sức mạnh nó chưa lớn thì chúng ta chưa gia tăng, nhưng nếu tuần sau nó tiếp tục có những cây nổ thì bạn biết luôn, những cổ phiếu này chắc chắn sẽ thành siêu cổ, khả năng đến 99%. Được không anh chị em? Bởi vì đó là cái nơi mà dòng tiền đã trú ngụ và nó đã đánh lên rất là mạnh mẽ rồi. Còn nếu như đây là tín hiệu rủi ro này, những cổ phiếu này nó bắt đầu nó gãy về với những cây xả rất lớn thì bạn biết luôn, thị trường này không có cửa lên bên trên mà thị trường này sẽ về bên dưới. Bởi vì những con cổ phiếu khỏe nhất là cái nơi dòng tiền nó tập trung đầu tiên. Mà tại sao nó rút ra? Rõ ràng nó thấy thị trường nó có vấn đề. Nếu mà một cái đầu tàu mà nó bị gãy thì thôi, các bạn biết cả con tàu đi. Nên anh chị em chú ý với những cổ phiếu này khỏe nhất giúp em. Nếu các bạn còn cửa thị trường đi lên thì phải giữ nó, và các bạn phải nhìn tín hiệu của nó. Nếu như nó nổ lên thành công, thị trường này sẽ về bên trên. Còn nếu như nó xuất hiện một cái cây bán rất mạnh thì bạn biết luôn thị trường này sẽ tiếp tục có một cái cú rũ rất mạnh sau đó. Nhưng cú rũ đó em không đánh giá là một cái cú rũ để gọi là rơi luôn. Đó phải có thông tin gì đó rất ghê, có gì không có gì hết trơn đó, thì không đánh giá được. Thì anh chị em chú ý với những cổ phiếu này mạnh giúp em nha. Còn về vấn đề thị trường, em đánh giá tạm thời là nó ổn. Nó ổn. Bởi vì sao? Bởi vì các cổ phiếu cũng đã có tiền vào bắt đầu nổ lên, mặc dù cái dòng tiền nó chưa được sự quá mạnh. Và trong phiên thứ 6 vừa qua nó cũng xuất hiện những tín hiệu bán cuối phiên đó. Nhưng mà chúng ta thấy được là ok, tiền vẫn vào. Là cầu hiện tại để nói là cầu thắng không? Vẫn thắng. Vậy thì không thể nào mà chúng ta gọi là có trạng thái mà tiêu cực về thị trường được, và trong nền này đã dần dần các cổ phiếu nổi lên với một cái gọi là những cái pha điều chỉnh xuống thanh khoản thấp. Thì em đánh giá thị trường là vẫn tích cực, tức là chúng ta vẫn giữ hàng để đợi thị trường lên được bên trên. Bởi vì bây giờ chúng ta trong một cái nền mà chúng ta nhảy ra nhảy vào nó không có hay. Nó không có hay, nó không được bao nhiêu mà nó không có hay, mà nó rất là mệt mỏi, chúng ta không thể nào mà ngồi ngày nào cũng xoay được. Ví dụ không thể nào nói là cái phim màu đỏ nó đẹp, màu đỏ nó xấu, phim màu xanh nó đẹp, đúng không anh em? Vậy thì chúng ta cứ giữ chiến lược của chúng ta, đó là mua nền. Mua nền, nếu thùng nền tôi bán, nếu lỗ tôi bán. Còn sau đó nếu nó lên được bên trên tôi chốt lãi. Vậy thôi, cái chiến lược rất đơn giản là như vậy. Và trong tuần sau chúng ta sẽ thấy được đó là vernier của chúng ta đóng tuần là một cái cây nến tương đối là đẹp.
anh chị em thấy nhá, đóng tuần của Vani là một cái cây nến test xuống dưới rất là đẹp với một cái thanh khoản siêu thấp. Thì đây là những cái trạng thái khá là tích cực của thị trường và trên toàn bộ cổ phiếu nó đều tương tự. Thì Na kỳ vọng sẽ có những quá trình về bên trên. Đây là cái thực sự cái kỳ vọng của Na. Bởi vì các cổ phiếu trong nền này đang bắt đầu nổ lên rồi, mặc dù nổ lên chưa thể hiện sức mạnh quá tốt, đúng không? Nhưng đã có cầu vào thì chúng ta có quyền kỳ vọng lên được bên trên. Còn đây chúng ta chưa kỳ vọng thị trường vào uptrend. Anh em nhớ giúp Na nhá, đoạn này đánh ngắn là chủ đạo và bây giờ sẽ đi qua một vài nhóm ngành. Thì anh em nhớ là trong cuối tuần vừa rồi nó ra những cái thông tin về KRX rất nhiều về dòng chứng khoán. Thì Na nói luôn về dòng chứng khoán nè. Dòng chứng khoán chưa có khả năng mua sóng đâu. Bởi vì dù nó có lên nó cũng sẽ đi vô tích lũy. Ví dụ các bạn sẽ thấy đây trường hợp tích cực nhất là nó nếu nó kéo được lên bên trên nó cũng sẽ đi vô tích lũy ở đây thì làm sao lên được. Bây giờ chưa có sóng xiết gì đâu anh em. Nên anh em lưu ý là mua đánh ngắn thôi. Và vùng nền này ví dụ các bạn mua đúng không, thì ok chúng ta sẽ gọi là ví dụ một target này chốt lãi, hai target trên đấy chốt lãi. Còn nếu khi nào chúng ta bán là khi thủng nền này đó, khi thủng cái nền đó luôn đến ta out, thủng cái nền hiện tại chúng ta out. Và với dòng chứng khoán em có mua được những cổ phiếu như HCM ở cái đầu ngày này đúng không các bạn, là em bắt đầu mua. Thì khi về chạm cái bên trên này thôi thì em chốt nhận, em chốt 1/2. Bởi vì sao? Bởi vì em thấy cái tín hiệu đó là những cái thông tin nó không đẹp nó ra. Thì các bạn xem lại cái chiến lược giúp em, xem lại cái chiến lược của chúng ta, anh chị em sẽ thấy đây. Đó là một phần đánh linh hoạt, rủi ro thì bán phần này. Tức là với một cái phần đánh linh hoạt đó, em không cần phải lãi lớn, mà chúng ta chỉ cần đơn giản đó là lãi thì tốt, vậy thôi. Và đạt target thì em mau ớt. Với dòng chứng khoán phiên thứ 6, nhiều cổ phiếu nó cũng bị đập về. Bởi vì cái thông tin đó là KRX có khả năng bị hoãn. Ừ, thì đó là một cái thông tin nó cũng tương đối nhạy cảm trong một thị trường tích lũy. Bởi vì trong tích lũy thì cái mục đích chính của tổ chức đó là nó sẽ làm sao để nó gom được hàng nhiều nhất. Nên là với những cái thông tin như thế em chấp nhận out sớm, em out bớt 1/2 sớm để em xem thị trường làm gì tiếp. Bởi vì dù sao với em dòng chứng khoán chỉ là một dòng đánh ngắn thì em sẽ out sớm 1/2. Đúng không? Em out bớt một dòng chứng khoán 1/2 rồi bởi vì thông tin xấu. Còn thực tế trên cái mặt chạc để kêu nó xấu lắm hay chưa thì thật ra chưa xấu. Bởi vì các bạn sẽ thấy những cổ phiếu như VCI này mặc dù bị bán về này nhưng mà thanh khoản không có. Đây cũng có thể đơn giản là vẫn là đang trong nền, nó điều chỉnh về và điều chỉnh về ngay nền thôi. Thì chưa có gì để gọi là quá xấu cả. Đến khi nào mà bọn này nó thủng luôn cái nền này thì ok, các bạn có thể out. Còn nếu bây giờ nó vẫn giữ được nền, thanh khoản nó quá bé đi thì anh em bán ra nó dở các bạn. À, em này nhớ là dở. Nhưng dòng chứng khoán em nói trước bạn, em chốt 1/2 bởi vì em cảm thấy không ok, tức là không tốt đẹp, không như em kỳ vọng, em sẽ bán bớt. Bởi vì em kỳ vọng con HCM hàng về ở đây, cái cây này nó sẽ kéo lên luôn. Và khi đó thì dòng chứng khoán có một cái cây nó nổ lên luôn từ đây nhưng nó không lên. Đó, còn để kêu là dòng chứng khoán quá xấu em đánh giá chưa xấu. Và thật ra thì trong dòng nó cũng hơi phân hóa một chút, những con như là SSI này kia nó vẫn giữ được. Nhưng mà một vài cái con đi, các bạn sẽ thấy ví dụ như con SSS nè, nó cũng hơi cắm một tí. Đó, nhìn nó hơi cắm một tí hơi ghê. Thanh khoản nó cũng có nên nhìn nó hơi ghê, thì khi nào nó thủng luôn cái vùng nền này chúng ta tính. À, ngoài ra thì những cái con cổ phiếu khác đi, ví dụ VND nè, nhìn cắm cắm hơi ghê nhưng mà thanh khoản không có các bạn. Đó thì khi nào mà nó thủng luôn cái những cái vùng nền này thì chúng ta out. Còn không thì thôi anh chị em ha. À, và đây, ví dụ một vài con khác đi, ORS nổ không thành công. Đây là với dòng chứng khoán này em out bớt bởi vì em không thích cái tin đồn đấy. Em không thích những cái tin đồn có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Bởi vì đây chỉ là đánh ngắn thôi thì em sẽ chạy nhanh nhất có thể anh chị em ạ. Còn lãi thì tốt, mà em cũng không cần phải lãi phải bán đúng cái đỉnh bởi vì đánh ngắn nó chỉ thế thôi. Khi bạn đánh nắm giữ đúng không? Tại sao chúng ta chia làm hai chiến lược? Bởi vì đánh nắm giữ nó sẽ giúp cho bạn ở trên con cổ phiếu lâu nhất để ăn to nhất. Còn đánh ngắn là một cái nơi linh hoạt để chúng ta chạy chụp giật thôi. Thì với những cái tín hiệu đánh ngắn thì em chỉ đánh như thế anh chị em nhá. Tiếp tục đi, với dòng chứng khoán thì xong rồi. Bạn nào có đi giữ, còn bây giờ để kêu là em khuyến nghị bạn mua dòng chứng khoán thì em nghĩ là thôi. Bởi vì khi mà em đã bắt đầu em chốt lãi một phần ra rồi thì em không khuyến bạn mua nữa. Ngoài ra các dòng khác các bạn sẽ thấy là dòng bất động sản đi. Thì trong cuối tuần vừa rồi đúng là NTL là cái con khỏe nhất, tiếp đến là con BDR. Các bạn thấy là em chọn cho bạn hai cổ phiếu bất động sản. Để em nói là mạnh nhất thì đúng là nó mạnh nhất. NTL và BDR hai con tăng mạnh nhất trong cuối tuần vừa qua. À, ví dụ các bạn thấy nhá, nếu mà đây BDR tiếp tục nổ lên nó sẽ là siêu cổ. Còn các bạn sẽ thấy NTL tương tự. Đây là cây mồi tiền rồi. Nếu trong tuần sau các bạn thấy được những cổ phiếu này tiếp tục nổ lên, các bạn biết nó là siêu cổ. Bởi vì em đã lấy cho, ví dụ cho bạn về những cổ phiếu này, giống như đoạn đây này. Khi em đánh TCH đây, nó lên dần dần tăng thanh khoản lên, dần dần mở biên lên, các bạn sẽ biết nó siêu cổ. Nên các bạn cứ để xem những con cổ phiếu này nó làm được gì. Bởi vì nếu các bạn còn cứu thị trường đi lên thì đây chính là những cổ phiếu tiềm năng nhất thị trường. Và để nói là thị trường này cái con nào có tiềm năng nhất chính là những con đấy thôi. Bởi vì cái tiềm năng nó tính bằng dư địa tăng. Thì dư địa tăng chính là ở những cổ phiếu này, thì em sẽ không bán non với những cổ phiếu như thế này anh chị em nhá. Là chúng ta sẽ giữ những cổ phiếu nào mà em đánh giá khỏe thì em sẽ giữ lâu hơn. Còn những cổ phiếu nào em đánh giá là bình thường thôi thì em có thể là chạy nhanh nhá anh em nhá. Còn về dòng bất động sản các bạn sẽ thấy ví dụ như đất xanh. Cuối tuần vừa rồi nó trong gần ATC, các bạn sẽ thấy là đâu đó mở chập phút ra 5 phút là gần như nó bị bán ATC là chính.
Nó thành ra là cái biên giá của nó bị giảm là phần lớn là đập vào ATC, em chưa biết là có thông tin gì hay không. Nhưng mà chúng ta chỉ cần thấy được là cái tốc độ giảm của nó, cái biên độ giảm của nó không lớn, khối lượng không lớn. Giờ để kêu chẳng lẽ đó là chúng ta mua nền này lên đây chốt lãi là ở đây các bạn, khi thị trường không tăng luôn, thị trường đi ngang luôn. Thế như thế em đánh giá là không hợp lý. Bây giờ chỉ có một cách đó là chúng ta mua nền, đợi bức nền lên bên trên này, quanh những vùng trên này chúng ta hạn chốt lãi. Chứ bây giờ cái biên lợi nhuận bây giờ chắc được các bạn nào chốt lãi chắc được 1-2%, chốt gì mà chốt phải không? Thì đến khi nào mà đất xanh thủng vùng này luôn chúng ta chấp nhận chúng ta ảo. Còn nếu mà đất xanh vẫn giữ được những vùng này, em nghĩ các bạn vẫn có thể có khả năng giữ hàng, đúng không chị em? Và nếu như chứ, trong tuần tới làm sao bạn mua được đất xanh hay là một vài những cổ phiếu như Đích đó các bạn mua được, đó là nếu nó tạo tết cung bạn có thể vô mua. Đó là sao? Nó nhúng xuống nhưng sau đó rút chân lên đó các bạn, nhúng xuống rút chân lên. Ví dụ các bạn sẽ thấy những cái con như là con SJC đi, em chỉ các bạn đây chính là những cây tương tự này, nhúng xuống rút chân lên, thanh khoản bé đòi đó vô múc để chúng ta cược cây nổ, được không anh em? Đó là những cái tín hiệu các bạn có thể múc được. Còn đây ví dụ như một vài con khác đi, con HDG này lên trước các bạn thấy là dòng tiền vào lên thì chúng ta có kỳ vọng với những con khác lên được chứ, tại sao lại không, đúng không? Còn HDC nhìn chung hơi cắm đầu, thì nếu mà đầu tuần sau á đôi khi nó sẽ nổ luôn nhá. Có một số cái trường hợp nó không cần tạo cây tết cung vẫn nổ, nó là một cái cắm đầu dưới đất hôm sau vẫn nổ là bình thường. À, không phải là lúc nào tết cung nó mới nổ các bạn, nhưng mà tết cung là cái trường hợp khả năng cao hơn nó sẽ nổ. Còn với những trường hợp này thì nó tạo tết cung cây đây nữa thì anh chị em có thể vào múc. Đó, khi nào gãy nền này chúng ta bán, đánh ngắn thì chỉ vậy thôi anh chị em nha. Còn bọn này không, chưa có dám được đâu, lên trên đây nó còn tích lũy chắn chê anh em, chưa được. Hay những con như Nova, Nova thì vùng này thanh khoản thấp lắm rồi. Tức là khi mà cung cầu nó bằng nhau, thanh khoản quá thấp này, nó chỉ cần một lực cầu rất bé nó đẩy lên à. Và anh chị em ví dụ có hàng thì đó, quanh nền này đúng không, đó quanh nền này rồi sau đó bước lên này, lên những vùng kháng cự trên đây chúng ta bắt đầu xả bớt ra. Đó là xong với những cái dòng bất động sản. Nhìn chung bất động sản để kêu là quá xấu em chưa thấy xấu, thật sự em chưa thấy dòng nào trên thị trường này quá xấu. Vậy em chưa có ý định chốt lãi bất động sản ra, bởi vì chưa đặt target, nó đã lên đã xuống như đó các bạn mà bán, đúng không? Thì em chỉ giữ thôi, với dòng bất động sản vẫn giữ, khi nào vi phạm chúng ta ảo, khi nào thủng chúng ta ảo, còn không chúng ta vẫn cầm đợi lên bên trên chúng ta mới bán. Tiếp tục đó, có một dòng đó là cái dòng khu công nghiệp. Thì trong dòng khu công nghiệp em đã nói bạn là có SJC là siêu cổ. Bởi vì sao? SJC nó đã ở trên cái vùng đây, đây là cái vùng đỉnh 1-2-50 thị trường, và đây đã vượt lên trên, nó tích lũy lại hấp thụ kiệt vốn hết rồi, giờ nó rụ xuống không ai bán ra nữa rồi, và có tiền vào nhẹ nhẹ rồi. Đây chính là những siêu cổ gì nữa các bạn, đây rõ siêu cổ luôn chứ con nào nữa. Đó, và tại sao trong dòng này em nói một SJC thì anh chị em có thể follow kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn, để chia sẻ nhiều hơn anh chị em ha. Và anh chị em nào thấy hay nhớ để lại cho nên nút like. Còn trong dòng khu công nghiệp đang đánh giá khá cao, ví dụ như GVR đóng kết tuần phải quá đẹp các bạn, có tiền chớm vào rất dễ nổ. Thật sự những cổ phiếu này quá đẹp rồi anh chị em. Ngoài ra đi, trong dòng này có những con như VGC này, nhìn chung là đây là những cổ phiếu mà nó đánh giá cũng hay, bởi vì nó đã vượt đỉnh, nó đang test lại vốn không lớn. Thì những cổ phiếu này nếu nó giữ được vùng này sau đó nổ lên thì những cổ phiếu này cũng rất tiềm năng về một cái dư địa lớn nhá. Ngoài ra đi, KBC nhìn chung vẫn quanh nền đó, chưa có gì ghê. Ví dụ tạo cái test cung anh chị em vào múc, đúng không? Có những cái test cung hoặc quanh nền như đó anh chị em có thể vào múc để đợi nó nổ. Đó là đơn giản với dòng đầu tư công, dòng khu công nghiệp. Dòng khu công nghiệp đánh giá khá cao. Và thêm một dòng nữa nhá, đó là dòng thép. Thì với thép các bạn sẽ thấy những cái tín hiệu của thép. Với những trạng thái của Nam Kim này rất khó mua, rất khó mua rồi các bạn, bởi vì nó kéo rướn lên trên rồi thì anh em không mua được. Và để kêu thép có sóng hay chưa, em nói luôn là chưa. Khả năng cao thép dù có đi lên cũng sẽ vô tá tích lũy, nên tạm thời các bạn đừng có mơ là sóng thép ngay. Và chúng ta hãy sẵn sàng tinh thần cho câu chuyện đó là thép lên trên sẽ có rũ lại hoặc là tích lũy trở lại anh em nhá. Còn thép sẽ là một điểm mạnh. Vậy nên là nếu mà Na có vị thế đẹp của thép, Na vẫn sẽ giữ để Na cược cho một cái con sóng lớn của nó, có thể là đợi cũng được, nhưng chúng ta cược trước không có vấn đề gì cả anh chị em ha. Với tình trạng của HSG này, nhìn chung là vẫn giữ quanh nền và tạo những cái cây vôn bé, tạo những cây tết cung chân lên như này quá đẹp, em chưa thấy gì xấu cả. Nó về target ngắn hạn thì các bạn cứ lên bên trên này các bạn có thể ao dần, đúng không anh chị em? Còn nhìn chung là em thấy bình thường, chưa thấy gì xấu, thậm chí là dòng này nhìn tương đối đẹp. Ví dụ như HBG tuần sau đang cắm này, nó có thể tạo một cái tết cung hướng lên vôn bé, anh chị em có thể nhảy vô múc để đánh ngắn cũng được. Hay là cược sóng, thì hiện tại thì bạn nào mà có góc nhìn lớn hoặc dám cược thì cược thôi, chỉ còn nhìn chung chưa có sóng. Đó, thì nhìn chung trên toàn bộ thị trường, em nói lại một lần nữa với anh chị em là về thị trường này, phần lớn các cổ phiếu đang dao động ở bên dưới và vốn rất là bé rồi, có nhiều cổ phiếu tạo tết cung, đúng không? Và cũng nhiều con nổ lên trước rồi. Vậy thì chúng ta không thể nào mà kỳ vọng thị trường sập được cho đến khi những con khỏe nhất đã bắt đầu tín hiệu nó bị gãy xuống, hoặc là có những cổ phiếu nó nổ lên, nó tạo những cái pha trả về ngay lập tức, chứng tỏ cái nhịp đó là nhịp bull trap, tức là nó nhảy lên để nó bull trap chúng ta thôi. Nếu ta tính. Và anh chị em lưu ý cái chiến lược đánh nó sẽ là như thế. Được không? Còn với Na thì Na đánh giá thị trường vẫn đang ổn và kỳ vọng vào tuần sau sẽ là một cái tuần cho chúng ta được lên biên trên. Tuy nhiên lên biên trên thì chỉ sẽ chưa vô sóng. Anh chị em nhớ điều này giúp Na nha. Để chúng ta có một cái tinh thần nó đủ tốt và view một thị trường một cách kỳ vọng vừa phải. Rồi thì hy vọng anh chị em sẽ có một những cái thời gian cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong hệ thống VIP cũng như là hệ thống cộng đồng. Còn hiện tại thì chúc các bạn sẽ có được nhiều cái khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình. Chào anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em ha. Chào mọi người.